xin chào các bạn rất vui gặp lại các bạn trên kênh của nguyên còn hơn nửa tháng thì tết đoan ngọ rồi nguyên cũng nhận được yêu cầu làm món bánh ú lá trạng á cho nên hôm nay nguyên sẽ chia sẻ cách mà mình làm bằng khuôn cool á cho ai mà mới học làm mình cũng làm được rất là dễ thành công ha bây giờ thì nguyên mời các bạn cùng xem những nguyên liệu để làm món bánh ú lá trạng Nguyên liệu dưới đây ấy, mình làm được 22 cái bánh ú, mình có hai cái nếp thái, 700g đậu xanh, 200g đậu phộng, 1kg thịt ba rọi và 200g tôm khô Việc đầu tiên thì mình đi ngâm nếp trước, nếp này các bạn có thể ngâm qua đêm hoặc là ít nhất mình ngâm 4 tiếng đồng hồ để cho mình nấu bánh nó nhanh chín ha Đậu xanh thì mình ngâm 4 tiếng đồng hồ Đậu phộng thì các bạn có thể ngâm qua đêm hoặc là mình ngâm 4 tiếng đồng hồ cho cái đậu nó nhanh bùi hơn ha. Các bạn có thể không có cho đậu phộng cũng được ha, nguyên thấy nhiều người gói cũng không có cho. Còn tôm khô thì mình rửa sạch sẽ rồi mình ngâm chừng 15 phút thôi, mình không có ngâm lâu quá. Ngâm lâu quá nguyên thấy nó không có ngon đó. Đây là lá tre khô. Nguyên gói 22 cái bánh thì nguyên cân 300g thì vừa đủ luôn Mà nếu các bạn lần đầu tiên gói cái bánh này thì mình không có nên mua vừa đủ ha Mình trừ heo do nguyên gói quen rồi không có bị hư lá Thì 300g thì vừa đủ cho 22 cái bánh Cái lá này các bạn mua ở khu chợ lớn hay là những cái chợ của người Hoa là có bán Nó có giá tầm 150 cho đến 180 ngàn một ký và đây là dây chuối thì hôm nay nguyên sẽ gói bằng dây chuối, mình lấy chừng 25 cho đến 30 sợi mình nấu mình trừ heo luôn ha. Còn dây này là dây lát thì lần trước nguyên nấu nguyên thấy cái bánh nó rất là lỏng cho nên hôm nay nguyên sẽ không có dùng cái dây này. Một ký thịt ba chỉ này nguyên cắt ra được 22 miếng và mình ướp vào là một muỗng canh nước tương. Hai muỗng canh dầu hào. Nửa muốn canh rượu, các bạn dùng rượu mái quế lộ hay là rượu trắng bình thường cũng được, một muỗng cà phê hạt nem gà và hai muỗng canh đường cát trắng. 5 gram ngũ vị hương cái nhân này đặc biệt là phải thơm mùi ngũ vị hương thì nó mới ra được cái mùi hương đặc trưng của cái bánh ú lá trạng này ha và một phần tư muỗng cà phê tiêu rồi mình trộn đều Ngoài những nguyên liệu trên á, thì các bạn có thể cho thêm nấm đông cô, hạt sen khô hoặc là còi sò điệp khô Nhưng mà trước giờ á, bà ngoại nguyên gói chỉ có cho như vậy cho nên nguyên cũng làm theo như vậy thôi Rồi xong rồi á, mình lấy food wrap á, mình bọc lại để vào tủ mát Bước tiếp theo á, mình đi nấu dây chuối và nấu lá Cho vào nồi nước sôi khoảng chừng 25-30 đến sợi dây Vì cái loại dây này á, nó chắc lắm cho nên mình không có cần trừ hao nhiều mình trần khoảng chừng 5 đến 10 phút thì mình gấp ra mình rửa lại mình rửa lại xong thì mình ngâm nước khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thì mình xài được và mình cho lá vào mình nấu cái nồi nước này là phải soi nha các bạn thí dụ nước ít quá thì mình cho nước vào thêm đến khi nào mà soi sùng sục như vậy mình cũng không có nên nấu lâu quá ha vì cái lá này mà nấu lâu quá thì nó mềm Mềm quá thì mình rất là gọt, khó gói bánh đó Nguyên nấu khoảng chừng 10 phút hà Rồi Nguyên gấp ra Rồi mình sẽ mang đi rửa lại Mình chùi rửa hai mặt của lá cho nó sạch sẽ Rồi mình rửa thêm một nước nữa nếu các bạn thay thế lá chuối bằng cái lá này á thì nó không có ra được cái mùi hương đặc trưng của cái bánh ú này nha rửa xong thì mình để vào một cái mâm lớn rồi mình đi cắt cái cuốn nữa cái cuốn này thì nó rất là cứng cho nên mình phải cắt bỏ đi nếu không cắt bỏ thì lúc mà mình gói bánh nó dễ bị lũng lá đó mình cắt bỏ cái cuốn bên này và cái đầu nhọn lá bên này mình cũng cắt luôn cái lá mà dài quá thì mình cũng khó cầm lắm cắt xong thì mình phân loại lá luôn đây là cái lá lớn nhất ở đây nguyên phân biệt ba loại lá là lá lớn lá trung và lá nhỏ nếu như cái loại nào nó nhiều quá thì cũng không có sao chút nữa bên cái bên không đủ thì mình lấy cái bên thừa mình xài vẫn được ha quan trọng là mình phải phân loại trước rồi để chút nữa mình gói thì nó sẽ nhanh hơn thay vì mình phải đi lựa từng lá mỗi một cái bánh ú mình gói từ 6 cho đến 7 lá ha và chia làm 3 lớp lớp lá nhỏ lớp lá trung và lớp lá lớn cái lá này á mình phân loại xong á mình phải lấy cái khăn á mình đậy lại ha dây chuối thì nguyên ngâm nó cũng đã mềm rồi bây giờ thì mình có thể gói bánh được cái dây này mình đừng có để nguyên đóng như vậy ha mình phải sắp cho nó gọn lại á, lúc mà mình lấy á, cho nó dễ đậu xanh sau 4 tiếng thì mình đổ ra cái đổ cho nó ráo nước thì bây giờ mình ướp gia vị luôn cho vào đây nửa muỗng canh muối nửa muỗng canh đường một muỗng cà phê bột nêm gà một phần tư muỗng cà phê tiêu một muỗng cà phê dầu ăn một muỗng cà phê bột sa cương cái bột sa cương này nếu các bạn không có thì mình không cần cho cũng được. Đây là củ sa cương nè, nó gừng giống như củ gừng nhưng mà mùi vị hoàn toàn khác nhau nha. Cũng ít có người biết đến cái củ này lắm. Nếu có cái bột sa cương á thì nó sẽ bán đi cái mùi tanh của đậu xanh á, đồng thời nó làm cho cái nhân nó rất là thơm. Nếu không có thì mình thay thế bằng bột tỏi hoặc là không cần cho cũng được luôn. Như vậy cái nhân nó cũng rất là ngon rồi. Nguyên cũng nêm gia vị vào nếp luôn. Mình cho vào đây 34g muối một muỗng cà phê bột ngọt và hai muỗng canh dầu ăn rồi mình trộn đều mình nêm cái nếp này nè thí dụ mà nhạt quá nguyên ăn thấy nó rất là ngán đó nguyên quen cái người chị này á chỉ bán bánh ú á chỉ nói cho nguyên nghe á cứ một ký nếp á thì nêm 20 mươi muối và 40 mươi gram bột ngọt cho nên mình mua về ăn cái bánh ú á nó rất là đậm đà và ngon là vậy rồi trộn xong thì mình lấy qua một bên chuẩn bị gói bánh ha tất cả những nguyên liệu thì Nguyên cũng đã chuẩn bị xong rồi. Bây giờ thì Nguyên giới thiệu về cái khuôn gói bánh. Đây là cái khuôn gỗ chuyên dùng để gói bánh ú. Nguyên thấy mình dùng cái khuôn này gói bánh ú thì cái thời gian nó sẽ nhanh hơn. Với lại ra cái bánh nó rất là đều và đẹp. Cái khuôn này thì Nguyên mua ở trên Lazada có giá là 65 ngàn. Nó có cái bề ngang là 15cm ha. Còn cái bề dọc thì là 12cm. Nếu các bạn mà mới gói lần đầu đó, thì mình nên dùng cái khuôn này gói thì nó dễ thành công hơn. Bây giờ thì Nguyên gói bánh bằng cái khuôn này ha. Mình chọn hai cái lá số 1 tức là hai cái lá nhỏ. Đó mình chéo như vậy nè. Rồi mình gặp lại. Gặp lại mình tạo giống như một cái phiểu vậy đó. Cái ở dưới này nó phải nhọn nha. Mình đặt lá vào cái khuôn á, mình để cái đầu nhọn ngay chính giữa mình ấn nó lại nè. Rồi mình cho vào một muỗng canh nếp mình dàn cho nếp mỏng ra lá thì cái mặt mà láng thì hướng ra ngoài ha, cái mặt có cái cây thì hướng vào trong, rồi mình nhét cái miếng lá vào, cái miếng lá này là cái miếng lá số 2 ha, mình nhét nó vô thấy vô khó thì mình kéo cái hai cái miếng lá chính giữa mình kéo lên, rồi bên này cũng vậy luôn, cái mặt trái thì đưa vô cái mặt phải đưa ra ngoài, mình nhét miếng lá vô giống như là cái chiếc thuyền vậy, mình tạo cái hình dạng giống như chiếc thuyền vậy đó như vậy thì đã là hai lớp rồi ha bây giờ thì mình lấy cái muỗng á mình dàn cho cái nếp nó mỏng ra rồi mình cho một muỗng đậu xanh vào đây là một muỗng canh khoảng 20 gram ha rồi cho trứng muối vào luôn cho thịt ba rọi vào cho một muỗng canh đậu xanh một muỗng canh đậu phộng một muỗng canh tôm khô. Và cho tiếp một muỗng canh đậu xanh nữa, tổng cộng đậu xanh thì mình đã cho 3 muỗng canh rồi ha. Mình để nhân vô rồi á thì mình để cái lá lớn nhất vô, tại vì cái lá lớn nhất á là để bao bọc hết nguyên cái đế bánh luôn á. Mình nhét vô thì cũng kéo chính giữa lên. Đó. Cái lá thì mình phải sắp nó chung một hướng ha giống như là cái hướng đầu nhọn thì nó hướng về người mình còn cái cái cuốn thì nó hướng ra ngoài ha mình tạo cái chiếc thuyền xong á mình cho vào năm muỗng canh nếp nữa tổng cộng là 6 muỗng canh rồi ha rồi mình lấy cái muỗng mình dàn cho cái nếp nó hình chữ nhật á rồi mình lấy một cái miếng lá mình chắn ngay chính giữa mình để cái lá ngay chính giữa rồi á mình lấy cái tay mình giữ lại còn cái tay bên này á thì mình gấp lại nè còn cái chỗ này á mình phải gấp cho nó thẳng ha bên này cũng vậy nè mình gấp cho nó thẳng á thì cái bánh nó ra nó rất là đẹp mình gấp nó đừng có bị đùng một cục á thì ra cái bánh nó xấu lắm đó mình gấp lại rồi bên này mình gập lên bên kia cũng gập xuống lại có cái khuôn thì nó giữ lại cái bánh á, nó cũng rất là dễ gói Rồi mình lấy cái khuôn ra cái tay của mình á phải giữ lại cái nếp gấp cái dây á, đưa ra khoảng chừng 3 cm ha còn cái đầu dài á, thì mình quấn hai vòng bên này và hai vòng bên kia muốn an toàn hơn á, thì mình phải lòn cái dây qua bên này nè nguyên nói thì rất là khó nói các bạn cứ nhìn theo đó thì như vậy á, mình cột gút lại á, lúc mà mình nấu cái bánh á, nó không có bị tuột dây á mình cột hai vòng như vậy thì cũng xong một cái bánh rất là đẹp luôn nè bây giờ thì nguyên gói một cái bánh mình không có dùng khuôn ha mình cũng dùng hai cái lá số 1 và cái mặt láng hướng ra ngoài mình để chéo như vậy ha rồi mình lấy tiếp một cái lá số 2 Bên tay trái của Nguyên cầm là lá số 2 Thì đè ở dưới Cái này là lá số 1 Mình để cái hướng giống như là đồng hồ chỉ về 10 giờ á Rồi mình cũng gặp lại Sau rồi mình chéo lên Đó mình cũng tạo một cái phiểu ha những cái ngón tay ở dưới lúc nào mình cũng giữ lại cái đầu nhọn ha Rồi cái bên phải thì mình để một cái miếng lá cái cộng hướng lên ha Lúc nào cũng giữ lại hết á như vậy thì đã là hai lớp lá rồi ha. Mình cũng cho nếp vào rồi mình dàn nó ra. Giờ mình cho đậu xanh vào. Cho trứng muối, thịt ba chỉ, đậu xanh và đậu phộng. Tôm khô và cuối cùng là hai muỗng canh đậu xanh nữa. Rồi mình lấy cái tay này á mình giữ lại, tay kia thì mình đi lấy lá đây là cái lá lớn cuối cùng ha, mình cũng để nó vô, đó mình sắp vô như chiếc thuyền vậy đó, những cái ngón tay ở dưới lúc nào mình cũng phải giữ lại bên cái đầu nhọn không có để cho nó bung ra ha, rồi tới cái miếng lá lớn cuối cùng thì mình nhét vô cái nếp gấp này nè, thì cái lá nó sẽ giữ lại, cái tay mình phải bấu lại ha, và cuối cùng thì mình cho năm muỗng canh nếp vào mình dàn cho nó đều nhau ha nếp và đậu xanh á, tốt nhất các bạn chia bình quân á, mỗi một cái bánh mình xài bao nhiêu á, mình chia ra thì làm tới cuối cùng á, nó không có bị dư hay là thiếu ha với lại mỗi một cái bánh như vậy nó sẽ đều nhau rất là đẹp rồi mình cũng cho một cái lá ngay chính giữa mình trắng nó lại ha lấy cái tay đè vô lấy cái ngón tay cái mình gập cái miếng lá bên hông lại bên này cũng vậy nè mình gấp lại gói bằng tay thì nó hơi khác một chút á, thì mình gập cái đầu cho nó xuống rồi sau đó mình dằn dằn á cho cái nếp nó giống như là nó chắc lại á đó mình dằn mình hướng lại bên này mình dằn á rồi mình mới gấp cái đầu cái lá nhọn á mình gấp xuống rồi mình lấy cái tay mình giữ cái nếp gấp ha nếu như các bạn mà mới học gói mà bằng tay không dùng khuôn á thì các bạn tốt nhất mình gặp lá rồi mình gói bằng cái nếp hay là cái đậu xanh không á thì mình gói vài cái cho nó quen cái thao tác đi rồi thấy đẹp rồi thì mình mới để nhân vô cách gói bằng tay với lại bằng khuôn á nguyên thấy nó cũng đẹp giống nhau nè các bạn cứ gói hết những cái bánh còn lại nha bánh gói xong á thì mình hai cái mình cột một cặp á mình để vô cái nồi nấu á cho nó dễ lấy ra ha nguyên dùng cái nồi mà hầm xương á nấu bánh ú thì thấy rất là tiện và nhanh nữa nước sôi rồi thì mình cho một ít muối vào Thí dụ mà các bạn nấu ít thì mình cho ít thôi nha Rồi mình mới cho bánh ú vào mình cho từ từ thôi Mình phải cho nước sôi rồi mình mới cho bánh ú vào Lúc mà mình thêm nước cũng vậy mình cũng phải thêm nước sôi chứ không có thêm nước lạnh Cái nồi này á, nguyên nấu 2 tiếng đồng hồ và ủ bánh 30 phút thì bánh đã chín rồi nếu các bạn nấu bằng cái nồi ở nhà bình thường thì mình phải nấu từ 3 đến 4 tiếng và ủ 1 tiếng nha các bạn cho bánh vào thì mình lấy cái gì nặng nặng á mình đè cái bánh nó cho nó chìm xuống ha do cái máy của nguyên á quay tới cái lúc đó thì không còn pin nữa nên nguyên không có quay được bánh này á nguyên đã nấu được hai tiếng đồng hồ và ủ ba mươi phút rồi bây giờ thì nguyên lấy cái thau này ra rồi nguyên xả cái nước ra thì mình mới lấy bánh ra được ha xả hết nước hoàn toàn thì bây giờ nguyên lấy bánh lên bánh sau khi lấy ra thì mình phải treo như vậy liền nha mình không có nên để trên bàn nha mình treo cho cái bánh nó nhiễu hết nước với lại nó định hình bánh luôn đó treo đến khi nào mà cái bánh nó nguội thì mình mới lấy ra bánh bây giờ nó đã nguội rồi cái bánh của mình á không có được bóng láng như người ta bán là do mình không có cho dầu mỡ vô cái nồi nước mình nấu đó mình ở nhà ăn thì mình không có cần phải cho dầu gì hết á tại vì cái nếp á mình cũng đã trộn dầu rồi cho nên lúc mà mình gỡ lá ra nó cũng rất là dễ gỡ để nguyên cắt một cái bánh ra cho các bạn xem nhân bên trong ha trong cái lúc mà mình cột dây á mình không có cần xiết cái dây chặt quá ha mình siết chặt quá thì cái nếp nó rất là cứng không có ngon các bạn coi cái bánh bên trong đẹp không nè cái lòng đỏ trứng muối á, ngay chính giữa và mình cũng thấy cục thịt luôn bánh rất là thơm luôn các bạn bây giờ thì nguyên mời các bạn dùng bánh rất là mềm và dẻo nhưng mà không có bị rã ra cái nhân rất là thơm và ngon cái nếp thì cũng rất là vừa ăn ngon lắm luôn nha các bạn xin tạm ngừng cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của nguyên các bạn hãy đăng ký kênh để đón nhận những video mới nhất ở kỳ sau nha Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. To trẻ tài ca sâu thảy.